mới bá đạo và quái đản hơn, khiến các cô con dâu phải điêu đứng thực sự. Bộ phim Những Nàng Dâu nổi loạn xoay quanh gia đình bà Quân, được mệnh danh là bà khắt khe do nghệ sĩ ưu tú Thanh Rộng đóng. Bà mẹ chồng nổi tiếng khắc nghiệt, cổ hủ, hơi cay độc. Và ông Đô, biệt danh là ông sợ vợ do nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đóng. Gia đình bà Quân vốn gốc Bắc, có ba con trai đều yên bề gia thất, duy chỉ có con trai trưởng và dâu trưởng là ra ở riêng. Cặp vợ chồng con trưởng là Hồ Đức, anh chàng hiền hậu, nhu nhược, và Quỳnh Ngọc, thông minh, giỏi kinh doanh nhưng vụng về chuyện nữ công gia chánh. Cặp vợ chồng con thứ, quan trưởng, chỉ thích ăn chơi, mơ làm giàu hoang tưởng, và Thư Dung, hiền lành, nhẫn nhịn, hết mực vì gia đình. Cặp vợ chồng con út, Minh Đại, giỏi, thông minh, thành đạt và nhã thụy, được coi là vợ thẳng đậu thời A Còng. Tốt tính nhưng hậu động, đụng đâu hư hỏng đó. Trong gia đình còn có sự xuất hiện của cậu Quang là em trai bà Quân, dù đã 40 tuổi nhưng vẫn ế vợ vì vô duyên, và bé xíu là cô Ô Xin lém lỉnh nhiều chuyện. Chuyện trong gia đình bà Quân, ông Đô bắt đầu với tình huống ngày giỗ của cụ cố sắp đến. Nửa đêm, bà Quân quyết định tổ chức cuộc thi cho các cô con dâu trổ tài nữ công gia chánh, nhằm mục đích vừa muốn chấn chỉnh lại kỷ cương với con dâu, vừa muốn chuyện giỗ quải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng theo lễ nghĩa truyền thống. Cùng với sự giúp sức của chồng, em trai và cô giúp việc, bà trực tiếp là người đưa ra kế hoạch sát hạch lớn với yêu cầu cụ thể về từng món ăn cho mỗi cô con dâu. Giải thưởng đưa ra được hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, đó là báu vật do cụ cố để lại. Nhưng khi cuộc thi hạ màn, giải thưởng được công bố khiến tất cả đều chưa ngừng. Trong một diễn biến khác ở Những Nàng Dâu nổi loạn, kế hoạch chị con dâu bất thành, bà Quân chưa hả dạ vì với bà, các cô con dâu chưa thể tài đảm như mình mong muốn. Đầu tiên, bà ép vợ chồng con trưởng Hồ Đức, Quỳnh Ngọc phải về ở chung để bà dễ bề cai trị, dù Quỳnh Ngọc ra sức ấm ức. Cũng từ đó, những biến cố và xáo trộn trong gia đình liên tiếp xảy đến. Gia đình ở chung nhưng không ăn chung, mẹ chồng không hài lòng chuyện ăn mặc của các cô con dâu, chuyện sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Trước những cô con dâu bất trị, bà Quân nghĩ ra trăm phương ngàn kế, thậm chí chấp nhận nhún mình chịu nhục. Chưa hết, trong phim Những Nàng Dâu nổi loạn, chuyện trong gia đình bà Quân còn được đẩy lên cao trào khi các nhà xui gia vì thương con gái cũng liên tiếp gây sức ép. Bên cạnh đó, bà Quân còn can thiệp sâu cả vào chuyện kết hôn của em trai, khiến những xảo xáo trong gia đình càng căng thẳng hơn. Thậm chí, cậu Quang còn bỏ cả nhà ra đi. Đỉnh điểm câu chuyện là khi Quỳnh Ngọc nhất quyết về nhà mẹ đẻ ở, khiến cho Hồ Đức chịu cảnh ở rể tủi nhục. Gia đình hai người con trai còn lại cũng phải chịu cảnh chia lìa, chia năm xẻ bảy, mâm cơm gia đình nguội lạnh, gia đình vắng tanh, lạnh lẽo. Liệu bà mẹ chồng cay nghiệt có nhận ra lầm lỗi của mình để kịp thời thức tỉnh, thay đổi nhằm cứu vãn gia đình? Các cô con dâu của bà có tiếp tục sống theo ý mình hay nỗ lực để hoàn thiện bản thân, vun vén cho tổ ấm gia đình? Tất cả câu trả lời sẽ có trong 40 tập phim Những Nàng Dâu Nổi Loạn. Hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo trong bộ phim siêu hài hước Những Nàng Dâu Nổi Loạn sẽ được phát sóng vào lúc 14 giờ trên kênh VTV3 vào thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần nha. Theo bộ đôi biên kịch Phạm Tân và Huỳnh Tuấn Anh, làm dâu ở rể không phải là nghĩa vụ mà luôn là nghĩa cử cao đẹp của thế hệ sau với ông bà cha mẹ, phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Trong câu chuyện này cũng có không có ai là Ô Xin hay ai là ông bà chủ. Làm dâu ở rể thời hiện đại không khó nhưng cần phải khéo léo và chân thành. Hết lòng yêu thương chồng, vợ lẫn gia đình chồng và gia đình vợ là có thể trở thành những hình mẫu hoàn hảo. Thông qua câu chuyện trong phim Những Nàng Dâu Nổi Loạn với nhiều tình tiết có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống này, bộ phim không chỉ tạo ra những giây phút gay cấn mà còn có cả nụ cười ý nhị, những giọt nước mắt xúc động và những bài học sâu sắc về tình cảm gia đình. Bộ phim Những Nàng Dâu Nổi Loạn hứa hẹn mang đến góc nhìn mới, lạ, sâu sắc về quan hệ mẹ chồng, nàng dâu và những bài học gia đình luôn vẹn nguyên tính thời sự. Các diễn viên trong phim Những Nàng Dâu Nổi Loạn gồm có Lương Thế Thành, Lê Bê Ba, nghệ sĩ ưu tú Thanh Rộng, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, Thanh Tùng, Huỳnh Anh Tuấn, Bella Mai. Các bạn nhớ đón xem bộ phim Những Nàng Dâu Nổi Loạn vào lúc 14 giờ trên VTV3 thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần các bạn nha. Thank you.